Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay laptop 123 sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dòng HP mới ra. HP Envy 13 AH1012 các bạn. AH1012TU. Trước đó thì mình có giới thiệu cái con i5-1011 rồi, bây giờ là mình giới thiệu con i5-i7-1012. Chip mới ra nhất hiện nay. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây các bạn, trước mắt các bạn là chiếc HP Envy NV13 AH1012. Đây bạn, trên tay mình là một chiếc HP Envy 13. Cái dòng HP Envy 13 này mới ra sau này thì cái chip của nó là i7 các bạn. Đây các bạn, i7-8565. Nó khác với trước đây thì nó là i7-8550. Bây giờ nó sẽ là i7-8565. Đây các bạn, i7-8565, tốc độ của nó là 1.8, nhưng mà cái độ boost tụt bo của nó là lên tấm 4.60. RAM của nó thì là 8GB DDR3. Em này đặc biệt, em này là có SSD 256GB M.2 PCI nha các bạn. Đây RAM của nó là bớt 2133. Cái loại RAM là LPDDR3. Cái dòng này RAM 8GB thì nó chạy hiệu Samsung các bạn. Đây các bạn, Samsung. Nó gắn hai thanh 4. Nó gắn hai thanh 4 vào trong bên này nè. Đây là cái ổ cứng của em này đây. Đây các bạn, ổ cứng là NVMe 256GB PCI. Cái dòng Envy 13 mới ra nhất hiện nay thì nó chỉ khác biệt là chip mới hơn một chút các bạn, đó là cái độ tụt bo nó cao hơn. Ví dụ như i5 là 8265, tụt bo của nó là lên tới như 3.8 các bạn. Còn cái dòng này nó lên tới 4.60 lực. Đây là cái mặt sau của HP Envy 13 chip mới nhất. Đây là dàn hút nhiệt các bạn. Phía hai bên này là hai cái loa. Mặt sau để phân biệt dòng mới là mặt sau này nó có cái hoa văn Damascus nha các bạn. Đây, hoa văn Damascus nằm đây. Em này thì làm bằng vỏ nhôm các bạn, vỏ nhôm nguyên khối, rất là đẹp. Cân nặng thì nó chỉ là 1.3 kg thôi. Dòng HP Envy thì nó có đèn bàn phím nhất bạn. Khoảng cách giữa các phím thì rất là rộng. Độ nảy của cái bàn phím HP Envy thì các bạn yên tâm. HP Envy là nó thuộc dạng là đẳng cấp cao của dòng HP rồi. Cho nên các bạn yên tâm về cái độ nảy bàn phím cũng như là cái khoảng cách giữa các phím rất là dễ đánh. Cũng như là touchpad của em này thì rất là mượt các bạn. Màn hình của em này là màn hình 13.3 inch Full HD nha các bạn. IPS, có một tấm nền IPS, màn hình gương. Khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy hình ảnh của chúng ta bên trong luôn là màn hình gương, rất là sắc nét, rất độ sáng rất là cao. Bên tay phải của mình thì nó có một cái, đây là cái cổng USB các bạn. Đây là một cái cổng USB. Và đây là cái nút bảo mật vân tay các bạn, cộng fingerprint. Đây là nút sạc thôi. Bên này thì nó có cộng thêm một cái cộng, đó là cái cộng USB tiếp. Đây là cái cộng audio. Đây là cái cộng Type-C. Và đây là cái cộng card reader loại mini các bạn. Rất là mỏng nhẹ đẹp. Hiện tại đối với dòng Envy thì nó chỉ ra một cái màu này các bạn, màu vàng vàng bạc bạc.
nó không phải vàng quá cũng không phải bạc quá, nó kết hợp mà tống vỏ nhôm phun màu vàng lên thì nó sẽ ra màu vàng bạc. Hiện tại cái dòng NV thế hệ mới i5 i7 tại laptop 123 có rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể đến xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp. Giá thì bên laptop 13 là luôn để giá tốt nhất tại Hồ Chí Minh cho các bạn. Các bạn có thể tham gia khảo giá bên ngoài và bên mình sẽ hỗ trợ giá cực tốt nhất để các bạn yên tâm mua được cái sản phẩm giá tốt nhất. Hàng thì hàng chính hãng các bạn. Khi mà có trục trặc gì các bạn gọi lên số tổng đài đấy các bạn. HP nó có số tổng đài các bạn này. Đây, số tổng đài của HP là 1800 588 8868. Các bạn bấm cái số tổng đài, các bạn check bảo hành cũng như là các bạn gọi HP Việt Nam tới nhà, các bạn bảo hành miễn phí trong vòng 12 tháng. Còn laptop 123 sẽ hỗ trợ cài tất cả các phần mềm miễn phí cho các bạn mãi mãi. Rồi để xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp thì các bạn có thể đến laptop 123 xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp. Địa chỉ 927-27B Cách mạng tháng 8, phường 7 Tân Bình. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh laptop 123 nha các bạn. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn.